chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá thêm những bí ẩn về ẩm thực của những nghệ sĩ nổi tiếng, và đặc biệt là những món ăn, những món quà tinh thần mà các fan hâm mộ dành tặng cho chính nghệ sĩ đó. Sự tham gia của nghệ sĩ ngày hôm nay rất đáng yêu, dễ thương, và đặc biệt anh ấy có một cái nickname cũng liên quan đến món ăn nữa, đó chính là anh Vì Cá. Vì Cá là ai? Không ai khác, đó chính là diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Ai gọi tôi đó? Đây. Dạ. Yeah. Chào anh Vì Cá. Dạ. Cái này anh bán cá đều chứ hả? Chợ cá sao đâu? Chợ cá anh bị bẫy gà lấy rồi. Ôi giời ơi, sao tin vui quá vậy hả? Và đương nhiên là đến đây là chúng ta sẽ dẹp bỏ ra những cái áp lực của những khu chợ mà chỉ thưởng thức những món ăn thôi. Đó. Và chắc chắn là có cơ hội để cho những fan hâm mộ tìm hiểu xem anh có đầu tiên có cái gu về ẩm thực như thế nào. À, nói về ẩm thực á, ẩm thực của anh đa dạng lắm. Hả? Anh ăn hết. Ăn hết. Chương trình gọi điện thoại hỏi à, anh Tuyên ơi chơi chương trình vậy không, nghe tới món ăn là nhận lời liền, không suy nghĩ. Anh ăn nhiều mà không lên cân luôn hả? Có dấu hiệu lên cân rồi đó. Đâu, anh thấy vẫn còn gọn mà, vẫn còn săn chắc lắm chứ. Ăn cho đã, cảm giác mập mập là bắt đầu ép vô chế độ ép cân rồi. Rồi sau chương trình ngày hôm nay nè, bắt đầu ngày mai là anh ép rồi. Nhưng mà mỗi lần đi quay thì chắc là lao động nhiều, mình cũng phải tốn nhiều calo nên phải nạp lại năng lượng đúng không nào? Đúng rồi. Ngày hôm nay sẽ là cơ hội vừa chơi game show, lao động nhiều mà còn có thể nạp thêm những món ngon nữa. Quá đã, muốn gì nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh đằng kia. Xin mời anh Tuyên. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Quách Ngọc Tuyên bên trong chiếc tủ lạnh này. Và đương nhiên sẽ có những món anh thích hay là những món anh không thích. Và đây cũng là một trong những tình tiết để giúp đỡ cho hai bạn fan hâm mộ có thể có được những thông tin cần thiết nhất để phục vụ bữa ăn ngon dành cho anh Tuyên. Bây giờ quay trong này có gì cho anh ăn hết được không? Hả? Anh ăn như lạnh hả? Nhưng mà lỡ có những món anh không thích thì sao? Cái gì anh cũng thích hết á. Vậy luôn hả? Anh được mệnh danh là rất là dễ ăn. Anh không biết sao anh dễ ăn như vậy luôn á. Chờ đón xem hai bạn fan hâm mộ đã đăng ký với chương trình có được tiết lộ bí mật này hay không. Đó chính là bạn Tuyết Anh và bạn Tiến Thành. Xin mời. Yeah, chào hai bạn. Hai bạn khán giả trẻ tuổi. Anh chào Tuyết Anh. Dạ, chào anh ạ. Hồi trước anh cũng chào luôn. Anh đi Tiến Thành mà. Làm người ta liệu bị liệu. Trời ơi, đã là fan hâm mộ mà gặp thần tượng hồi hộp. Chào lại. Anh chào Tuyết Anh, chào Tiến Thành. Dạ, chào. Các bạn chắc chắn rất là quen thuộc với những vai diễn cực kỳ hài hước và duyên dáng của anh có đầu tiên rồi đúng không nào? Các bạn ấn tượng với vai diễn nào nhất? Dạ, em ấn tượng với trong series phim Vi Cá Tiền Truyện của anh Quách Ngọc Tuyên. Chính chủ luôn, đứng đây rồi. View lên của nhà bạn đó. Dạ. Rồi Tiến Thành. Em thích anh nhất từ cái lúc mà anh diễn cái vai gì mà Quốc Tuấn gì đó. À, nó ngọng á. Mà đâu cũng rất là duyên dáng đúng không nào? Nâng mức nạ. Ngày hôm nay là hai bạn khán giả sẽ đại diện cho tất cả mọi người vừa nói lời cảm ơn đến anh Quách Ngọc Tuyên, vừa đáp lại tình cảm bởi những món ăn tinh thần dành cho anh ấy nhé. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá trong chiếc tủ lạnh này với những thông tin ban đầu dành tặng cho hai bạn. Xin mời. Wow, nhiều món đó. Đây là một bữa đại tiệc luôn á, ăn hết thứ ăn này là nò luôn, người ta mài luôn á. Có rất nhiều món ăn, món uống. Anh Tuyên làm liền luôn được không? Trời, làm liền luôn hả? Ừ. Anh thoải mái, trời, anh người anh dễ ăn dễ uống ghê luôn á. Trong đây có những món anh Tuyên thích hay không? Anh nói rồi, anh rất là dễ ăn, hầu như cái gì cũng ăn được á. Nhưng mà món thích nhất là có rồi đó. À, còn món không thích là hầu như là không có luôn. Anh có thể có khả năng ăn hết tất cả. Rồi, xin mời các bạn đóng tủ lại. Đó là những thông tin ban đầu. Như vậy là hầu như tất cả món ăn anh Quách Ngọc Tuyên đều có khả năng nạp vô người hết, nên hơi khó cho các bạn, bởi vì không biết sẽ là món nào khiến cho anh ấy cảm thấy thích nhất đây, khi mà anh ấy vẫn đang giấu thông tin cái món thích nhất đang nằm ở trong đó. Có, trong đó có rồi đó. Nên bây giờ để có thể gây thiện cảm cho anh ấy. Ủa mà sao cái quần em nó lủng hai lỗ ngồi vậy cơ? Trước em đi thi hát giọng Khánh Phương á. Và à, cái em cắt nó vậy xong rồi. Giờ em giữ đến giờ luôn, anh tận dụng dữ vậy em. Không, giữ làm kỷ niệm. Đúng rồi. À, là em có thi một chương trình. Dạ. Em hát với ca sĩ Khánh Phương. Giả giọng Khánh Phương. Wow. Giả giọng. Giờ em hát cái khè anh Tuyên chơi cái được không? Ok. Ok. Chúc. I am sorry, I am sorry. Nói yêu em từ lâu mà sao lại không nín. I am sorry, I am sorry. Anh vẫn xin em chọn kiếp lời thứ tha. Rồi chú, xuất sắc Thành ơi. Xuất sắc. Yeah, cảm ơn em rất nhiều. Hát mà cảm thấy là giọng Khánh Phương khói không. Hát lạ đà khói không là khói. Tuyệt vời. Và như vậy là các bạn cũng đã sẵn sàng tinh thần để bước vào vòng tiếp theo. Nào, xin mời cả nhà mình di chuyển vào gian bếp.
Để giành giật được món nguyên liệu chính ngày hôm nay thì chúng ta hãy cố gắng chạy về khu vực này. Một lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi, và cứ trong vòng 60 giây lấy càng nhiều món càng tốt. Nhưng quan trọng hết, những món đó là anh Quách Ngọc Tuyên thích và hợp khẩu vị với anh ấy. Sẵn sàng nhé, anh đếm đi, anh đếm ngược đi. 3 2 1 bắt đầu. Hết giờ. Chúc mừng hai bạn. Nào, chúng ta kiểm tra bên khu vực của Tiến Thành trước. Bạn đã lấy về 4 phần khác nhau, gồm dưa leo, hành ngò, cà chua và hành lá sắc. Ủa em tính cho anh Tuyên ăn chay hả Kinh? Đúng rồi á. Bộ tốt cho khu hẻ mà anh. Quan trọng hơn hết là anh Tuyên có ăn và thích những món này hay không thôi. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 món. Ghê không? Anh ăn được nhưng mà chưa có món nào là sở trường là món yêu thích của anh cả. Vậy luôn á, anh chỉ ăn được thôi chứ không món nào anh thích hết. Trời ơi, lấy 7 món mà chả lẽ không có được một đáp án nào sao? Rụng tim. Căng à? Không, anh Tuyên có quyền. Tại vì anh ăn được nhưng mà anh không thích thôi. Anh thích kìa. Anh vẫn ăn được mà. Dạ, như vậy là em yên tâm. Không có cảm thấy hợp khẩu vị và không cảm thấy thích bất cứ món nào trong 7 món này. Cho món bằng danh dự đi anh. Thôi ăn trái cây đi. Rồi, như vậy chúc mừng Tiến Thành với một món là món mận. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh. Nào, đến Tuyết Anh nào. À, Tuyết Anh thì con gái mà đầm thắm nít na, đi lạ nước thì lấy được 1, 2, 3, 4, 5. Mà toàn là những món giá trị không có nha. Khôn ghê trời. Khôn giả hoang luôn á. Em ơi, đây là gì nè? Dạ cà rốt ạ. À. Đây là gì? Dạ tôm. Đây. Ớt chuông. Đây. Đây là thịt heo và đây là khoai tây. Đều là những món ăn rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Anh cảm thấy thích, hợp khẩu vị với bao nhiêu món? Món nào cũng thích. Thiệt luôn hả? Cái này nói thiệt. Wow. Mấy này là thích hết. Thích hết luôn. Thích hết. Ăn được hết luôn. Ăn không được hết. 1, 2, 3, 4, 5. 5 món như vậy, phần chiếm được ưu thế đã thuộc vào Tuyết Anh. Chúc mừng bạn. Tiến Thành cũng đừng lo. Phần ưu thế này chỉ là phần ưu tiên dành cho người phụ nữ xinh đẹp chúng ta chọn được một trong hai món nguyên liệu chính mà thôi. Và hai nguyên liệu chính là gì? Xin mời hai bạn chờ trong giây lát. Đây chính là nguyên liệu chính của chúng tôi. Bên tay họa rapper chính là thịt heo. Trên tay Quách đầu tiên là thịt bò. Như vậy, Tuấn Anh, em chọn thịt heo hay thịt bò? Dạ, em chọn thịt bò vì anh thích anh Quách đầu tiên. Em ví với con bò với con anh Tuyên. Không phải, giống quay. Như là... bò. Không phải. Giống như là anh Tuyên cầm cái dĩa mà em thích là cái người em thích. Vậy luôn hả? À, bất cập em luôn. Cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ. Tại vì anh đang sở hữu cái món này thì bé Tuấn Anh chọn. Anh cầm gì là anh Tuấn Anh thích cái đó. Vậy là Tuấn Anh không thích anh đúng không? Như vậy là đương nhiên thịt heo đã thuộc về bạn Tiến Thành. Dạ. Hai nguyên liệu chính đã tìm thấy chủ nhân. Thì không biết là với món thịt bò này bạn đã có những ý tưởng ban đầu nào chưa Tuấn Anh? Dạ rồi ạ. À, có rồi nhưng mà đang thiếu nguyên liệu phụ. Dạ đúng phải rồi. Có thêm những nguyên liệu phụ khác thì mình mới ra được món ăn nè. Dạ đúng rồi. Còn với Tiến Thành thì sao? Thịt heo, bạn cảm thấy tự tin với món thịt heo này chứ? Dạ em có. Chắc có mận như đó. Anh Tuyên thích là mận, chắc heo nấu mận đi. Thịt heo xào dưa leo. Hay, hợp lý. Hợp lý đúng không? Nhưng mà nguyên liệu phụ vẫn chưa xuất hiện. Chỉ mới có được nguyên liệu chính mà thôi. Bây giờ các bạn hãy sẵn sàng bước vào vòng tiếp theo, được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Tại vòng thi đấu Tiếp Sức Thực Phẩm này, người chơi sẽ cố gắng gợi ý bằng hình thể cũng như là ngôn ngữ của mình để anh Quách Ngọc Tuyên có thể đoán được xem cái món mà bạn đang miêu tả là món gì. Chúng ta có 60 giây đầu tiên để gợi ý. 30 giây tiếp theo là anh Quách Ngọc Tuyên sẽ cố gắng lấy về những món hợp lệ và đem về cho người chơi. Hãy sẵn sàng. Tức anh, bạn không được phạm quy, đó là không được nhắc đến những từ liên quan đến đáp án. Sau lưng Tuyên sẽ là mấy từ? Dạ 4 nha anh, 4 nha. 4 từ là trong vòng 60 giây Tuyết Anh diễn tả 4 từ đó luôn. 4 mà anh đưa 6 ngón lần đó. Anh bị mất nhận thức gì toán học rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cái món gì mà của người Ý á? Của người Ý á? Trời, phạm quy. Cái quả gì mà để ăn đẹp da dành cho phụ nữ hay ăn, quả màu đỏ nhỏ. Mà gì màu đỏ, màu đỏ? Màu đỏ nhỏ hai chữ. Anh biết rồi. Con gì nói đi, trời ơi, anh biết gì anh phải nói. Ủa vậy anh cần cà chua. À, cái nói vậy tao xác nhận, trời ơi. Người ta làm món ăn trước khi làm món ăn hay thử cái gì cho thơm? Hành, tỏi. Cái chữ sau. Tỏi. Rồi, quả gì mà nhỏ mà cay.
Hả? Quẻ nhỏ mà cay, màu đỏ. Ớt. Đúng rồi, chính xác. Rồi, hết 60 giây rồi, hết 60 giây rồi, rồi, 30 giây đi lấy những món hợp lại vừa rồi mà Tuyết Anh đã gợi ý cho anh Tuyên. Rồi, nãy cái gì nữa quên rồi. Ai biết, ba món. Cà chua, à, tỏi. Tỏi đâu, không thấy tỏi. Tỏi mà lấy hành gì mà. Thấy rồi, ok. Ok, rồi lẹ lên, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúc mừng anh. Đúng với hợp lệ là phải đem lên kia. Mà anh để anh đây coi như không được tính. Thứ bậy rồi, ăn hiếp người ta vừa phải thôi. Ai mà yêu cho người ta đứng đó, cái mạc đứng. Đâu biết sẵn. Đâu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra lại đáp án. Anh Tuyên ga lăng quá, anh đứng đó để chiều cao nó tương đối với bạn kia đúng không? Hình ảnh đầu tiên, xin mời. Tiếc quá, bị phạm quy chữ ý. Không, nãy vẫn biết lấy luôn nè. Ngoan, cố đem về nhưng không được tính hợp lại. Ủa kỳ à. Món ăn tiếp theo. Cà chua. Cà chua. Hợp lại. Chúc mừng bạn. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Anh thấy cái này nó mùi dữ lắm, nó còn khử mùi nữa em. Ý là trước khi làm món ăn mình sẽ nghe thơm. Chữ phi thôi. Nói chữ phi một cái là anh sẽ đoán ra được đúng anh không? Anh tưởng đồ hành nữa, hành phi cái chết luôn. Ờ thì không phải phi, thì phi hành tỏi cho thơm. Mày quá đúng rồi. Tiếp theo nào. Nhỏ nhỏ màu đỏ, cay, chính xác. Chính xác. Như vậy là Tuyết Anh, bạn đã có 3 món nguyên liệu phụ hợp lệ, nhưng đang bị khuyết mất một món là mì ý, cực kỳ quan trọng. Thiếu mì ý coi như là món ăn của bạn bị phá sản luôn. Nên anh Tuyên à, với vai trò một người đàn ông chưa có vợ, đang ế, anh chịu trách nhiệm với cuộc chơi này. Ủa tự nhiên anh có trách nhiệm luôn hả? Ờ đương nhiên, anh làm người ta bị thiếu không? Trời trai quá anh chi, người ta quên, người ta phạm quy. Chơi chương trình áp lực quá vậy. Nên lát nữa anh phải bù đắp lại cái phần đang bị thiếu sót của bạn Tuyết Anh. Sẵn sàng nhé. Bây giờ xin mời Tiến Thành vào vị trí. Đem giọng kiểu Khánh Phương cho nó tinh thần. Nó nói giọng vậy mệt lắm luôn á. Quặn bụng luôn á. Anh Khánh Phương nghe nói nhập viện hoài à. Dạ. 3, 2, 1. Bắt đầu. Đoán đi. Cái bông gì mà... Đò phạm quy luôn. Trời ơi, xuất sắc rồi. Trời ơi trời. Cái gì dùng ốc la? Trứng. Trứng gì? Trứng gà, trứng vịt, trứng gì cũng được. Trời ơi, đâu được. Anh chọn cái một cái thôi. Ông vừa phải. Trứng gà. Ừ. Cái gì mà nó mọc trên cây á. Cái gì cũng mọc trên cây hết á em. Nó giống người ta ăn nó sực 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 á. Cây khô á. À cái nấm. Nó kêu sao. Nấm mèo. Đó, chính xác. Cái mà nó ăn cứng cứng rộp. Mà nó cái gì mà dùng để chiên gì cho nó. Tạm quy chỉ chiên rồi. Nhanh lên nào. 4, 3, 2, 1. Hết 60 giây. 30 giây tiếp theo. Anh đầu tiên sẽ cố gắng lấy những món ăn. Bí phạm quy nè. Được gợi ý rất là rõ ràng. Nấm mèo đâu không thấy. Ai biết. 10 giây cuối. Chưa, từ từ. 8. Còn cái gì nữa? Nãy nói là trứng. Là đúng có 2 món này nè, đúng không? 3, 2, 1. Hết giờ. Như vậy, theo đúng với luật chơi, phải đem vô mạc mới được tính hợp lệ. Ok, tôi sai nữa rồi. Sai, tôi... không ai sai lần thứ 2, anh chiếm kỷ lục của chương trình. Ghê thiệt, đáng nể. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại những đáp án. Xin mời hình ảnh đầu tiên. Vừa mới bong cái bụp ra là xong luôn. Phạm Quy luôn, muộn quá. Bong bí, nhưng mà bong bí cũng hơi khó ha. Hơi khó ha. Chạy vô hẻm cục á, hết đường là bí. Rồi hình ảnh tiếp theo. Đó, cái gì ốp la. Hợp lại. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Cái gì mọc trên cây thì cái gì chả mọc trên cây ha. Mà hơn là những giây cuối bạn đoán ra được. Nấm mèo. Hợp lại. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Đó, cái này cam go quá chứ. Cái này là người ta hay trộn chung, người ta áo ở lớp ngoài. Xong người ta làm nó hấp dẫn, chắc hơi khó ha. Khó quá. Như vậy là món này thì bạn cũng đã bị phạm quy. Rốt cuộc thì chỉ có 2 món, đó chính là trứng và nấm mèo là hợp lệ mà thôi. Vẫn còn thiếu sót. Mà phần thiếu sót này, anh có Ngọc Tiên với vai trò là một người đàn ông đang hế, anh phải chịu trách nhiệm trước cuộc tình này. Giới tính anh loạn rồi. Không phải, cuộc tình giữa thần tượng và người hâm mộ mà. Các bạn cứ yên tâm, những món nguyên liệu phụ còn lại có mang về được lại cho mình hay không để hoàn thành được 2 món ăn và đảm bảo đến mạng an toàn dành cho anh Quách Ngọc Tuyên thì chúng ta hãy đến với phòng tiếp theo được mang tên Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Anh đã gây ra biết bao nhiêu nghiệp
ra chương trình này. Anh chưa gây nghiệp gì cả. Có mà, làm cho hai thí sinh bị thiếu mất món nguyên liệu phụ đó. Lỗi hai bạn đó phạm quy mà. Nhưng mà tại vì anh đẹp trai quá làm tao quên, tao quýu. Ok, anh, là, anh là đàn ông anh chấp nhận hết. Ê nữa. Gì? Xác nhận đi. Ê. Ê. Bỏ qua điều đó được không? Đi, anh em đang rao bán anh luôn đó. Dạ, em ế khán giả. Nào, bây giờ đây là thử thách. Anh cố gắng vượt qua thử thách này thì đương nhiên nguyên liệu phụ sẽ trở về với chủ nhân của nó. Thử thách là cái gì, nói cho anh biết đi. Dễ dàng thôi, đây mặt nạ của anh đeo vô, sau đó đứng tại chỗ quay 10 vòng và quay lại và ăn cho hết, mỗi bên là một trái. Ăn quay 10 vòng hả? 10 vòng mất phương hướng luôn á. 5 vòng ăn có được dùng tay giữ này lại ăn không? Không, ăn bằng chứ miệng. Chứ giờ nó đưa lên đưa xuống vậy sao ăn? Trời đại ca mà, cái gì mà chả làm được. Không, cái này khó lắm. Ủa gì kỳ hả? Thôi đi, thử đi anh. Thôi bây giờ em làm nhẹ hơn đây, quay tại chỗ 5 vòng. Mỗi trái ăn nửa trái cho em thôi cũng được. Dạ. Lần sau đây. Rồi ok, để em dẫn lường dẫn lối cho anh nè. Go. Hai bạn cổ vũ danh tiền nha. Đứng đây nha. Tức anh bên này. Đứng thành bên này đúng không? Ok. 2, 3, xoay. Xoay đi, xoay đi. Xoay đi. Về xoay. Khôn quá ta. 3. Khôn quá ta. 4. Đúng. 5. Ok, rồi, chuẩn bị. 2, 3, tiến tới. Ăn. Chỗ nào đèn sáng nhất ta? Thì ai biết thì đi. Đi về hướng mặt trời. Ừ, đi, đi, ừ. Chưa tới không đâu. Ê, đây là đâu? Hay quá, xác định nè, không được dùng tay nữa. À. Giờ vậy, dùng khả năng rồi đó, đó dùng khả năng, dùng cái cảm biến của mình đi. À, đây đây. Đó ăn bằng cảm ứng nè. Anh hãy dần dùng một linh cảm người phụ nữ đẹp, ế nhanh đi. Ừ, đó hay quá, chuột cái miệng gợi cảm hết sức. Ráng anh. Trời ơi, gợi cảm quá đại ca. Đại ca, xứng đáng lắm đại ca, hay quá đại ca. Chờ cá tự hào khi có đại ca làm đại ca đại ca. Quá dữ luôn. Hết rồi. Đâu, mới chưa được một cái núm đầu tiên nữa mà. Thì người ta giao là ăn nữa. Cái gì nó ăn. Trời ơi, ăn căng cái miếng. Rồi, hơn nửa trái rồi. Tiếp nào. Cổ lên. Cái quỷ này mới khó à. Ừ, đại ca vi cá, cổ lên. Nuốt chưa hết cái kia nó vô họng bây giờ sặc á. Có miếng mật hơi ớt đúng không? Cho anh miếng muối ớt nha. Thôi rồi. Ráng lên đây kìa. Cố lên đây kìa. Ôi ơi. Dẻo dễ sợ không? Dẻo quá. Ủa ho. Cắn ăn được. Đây em dành cho cắn mệt ghê. Cắn đi. Cắn nó. Chủng nó. Wow. Ghê thiệt, trời ơi, chưa được 1/3 trái nữa. Còn một miếng nữa thôi là được nửa trái rồi đó. Rồi, cắt. Chứ nó, hay quá đây. Rồi, được rồi. Ok, được rồi, thấy thương quá đi. Xong. Thử thách nhìn nhỏ nhỏ gì mà nó nguy hiểm ghê không? Quá dữ luôn, nhưng mà anh Tuyền xuất sắc vượt qua được thử thách này rồi. Thì đương nhiên, nguyên liệu phụ đã thuộc về hai bạn. Vì đàn em anh làm tất cả. Ghê thiệt, xứng đáng là đàn. Đó, xin mời đại ca đi chợ đi. Đi chợ để lấy đồ ăn về cho mấy đứa nhỏ nó nấu. Câu này là mì ý nè đúng không? Mì ý của em. Rồi, cảm ơn anh. Chúc mừng bạn đã có mì ý rồi. Còn anh ở đây là bông bí, bông bí, bông bí là cái bí. Gì nãy bạn quy? Cái ba chữ bột. À, bột. Chọn. Ừ. Bột chiên gì đó. Cảm ơn anh. Rồi, của em đây. Đã đủ những món nguyên liệu phụ rồi. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ không biết là với mì ý nè, thịt bò nè, cà chua, thì bạn sẽ làm món gì đây? Dạ, mì spaghetti ạ. Quá dễ đoán, mì spaghetti thì chắc là anh Tuyên cũng thích lắm đây. Không, bắt đầu hết thích rồi. Sao vậy? Sao vậy? Đại ca ăn trái cây vô đại ca đổi tính luôn vậy? Còn bên đây là thịt heo, bột chiên giòn, trứng gà, bông bí. Bạn nấu món gì? Dạ, em nấu món bông bí nhồi thịt chiên giòn. Bông bí nhồi thịt chiên giòn. À, là em sẽ bầm cái này ra em nhồi vô bông bí. Dạ, rồi em chiên giòn. Chà, cầu kỳ lắm nghe, cầu kỳ lắm nghe. Cầu kỳ, món này hơi khó à. Chờ đón xem món nào sẽ hợp khẩu vị với anh Quách Ngọc Tiên. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lại không gian riêng tư dành cho bạn để tập trung vào món ăn. Trong khi đó, mời đại ca vô đi ói. Dưỡng sức đại ca ơi. We'll be right back.
7 Sao thấy em thảnh thơi quá vậy? 5 Chuẩn bị kìa. 4 3 2 1 Hết giờ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tuyệt vời. Và bây giờ xin mời hai bạn sẽ di chuyển về phía khu vực rất đặc biệt để chia sẻ cảm xúc của mình và tình cảm của mình dành cho anh Quách Ngọc Tuyên. Xin mời hai bạn. Hấp dẫn à? Thằng hai bạn đều gây ấn tượng về cái màu sắc và cách trình bày của mình rồi. Thì không biết là anh Quách Ngọc Tuyên muốn thưởng thức món nào trước? Thôi bây giờ mình ăn món này trước đi. Dạ mà, xin mời anh chấm chút xíu tương ớt một tí nè. Đó. Anh Tuyên là người dễ ăn dễ uống nè. Rồi nè. Áo ăn lớp ngoài nè. Ừ, cắn nè, được ăn luôn cuốn nè. Ăn miệng xinh xắn hết sức. Em nhìn anh làm anh sợ quá bạn. Có, thầy thấy ngon miệng quá mà. Gật quên là được. Chúc mừng bạn Tiến Thành. Bây giờ muốn để cho anh biết được cái gia vị bên này nó cụ thể như thế nào, anh phải uống vô miếng nước đúng. Xin mời. Là mình phải uống quấn tròn tròn tròn. Như vậy đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Anh bỏ tí xíu bò lên nè. Hấp dẫn quá. Trời ơi, kho bóc nghi ngút. Có lý. Trời ơi, ăn mà giống như có nước lèo, sao mà nghe sột sột như trời. Gì cay khó. Cay là nhờ anh chấm vô ớt. Và bây giờ thì chúng ta chờ đón xem sự quyết định của diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Món ăn nào là món ăn giành chiến thắng? Sau khi mà Tuyên thưởng thức hai cái món ăn của bạn nam và bạn nữ ở đây, món ăn nào cũng có một cái gia vị khác nhau cả. Đúng rồi. Đây là đậm chất mừng quê thuần Việt, còn ở đây là hơi châu Âu một tí. Châu. Tuyên có quyết định cho riêng mình. Món bông bí dồn thịt chiên giòn sẽ là món chiến thắng. Chúc mừng Tuyên Thành, tuyệt vời. Và cũng cảm ơn bạn Tuyên Anh rất nhiều. Nào, chia vui với nhau đi nào. MC ơi. Đây em ơi. Em đang rinh một phần thưởng rất là nặng ký, trị giá 5 triệu đồng dành tặng cho chủ nhân sở hữu được món ăn đã thuyết phục tình cảm của Quách Ngọc Tuyên. Đó chính là Tiến Thành. Chúc mừng bạn. Em tặng đây nha. Thôi. Đây, tặng em. Dạ, em cảm ơn. Chúc mừng em đó là người chiến thắng. Chúc mừng em, cảm xúc như thế nào nè? Em thì hâm mộ anh lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì cũng là một cái dịp để mà nấu cho thần tượng của mình. Đó, tuyệt vời. Em cũng rất là vui khi mà anh thích cái món ăn của em. Đó, thích anh lâu, cũng hôn anh gái không? Anh đó, dạ, chứ anh em ôm anh cả. Đó, okay, anh rất là bận rộn với công việc của mình. Luôn thích anh. Còn riêng với Tuyết Anh, thật là thiếu chút xíu may mắn và phong độ nữa. Cảm xúc như thế nào ạ? Dạ, em hơi tiếc là em chưa thử qua món ăn, cho nên là có vẻ là... Lúc nãy hơi vội một tí đúng dạ, không đúng em? Rồi. Không sao hết, lần sau là chúng ta sẽ cố gắng phục thù nha. Dạ, đúng rồi, đương nhiên. Mảnh cái gì chứ mấy khi được gặp anh Tiên đâu. Yeah. Cảm ơn bà rất nhiều. Và cảm ơn hai bạn đã đến đây và mang lại rất là nhiều niềm vui, và đặc biệt là những món ăn ngon dành cho thần tượng của mình là diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Cảm ơn Tuyên rất nhiều ạ. Cảm ơn hai đứa rất nhiều. Cảm ơn Hoàng. Và hy vọng quý vị sẽ luôn dành tình cảm cho chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và Hoàng Đáp Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.